quý vị, thưa các bạn, các tỉnh miền núi phía Bắc có vị trí khá đặc biệt, điều kiện đất đai, sinh thái, khí hậu khá thích hợp cho cây chè. Chính vì vậy, chè luôn có vị trí là cây công nghiệp chủ lực của vùng trong những năm qua, được tiêu thụ rộng rãi ở cả trong nước và thị trường quốc tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con các dân tộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Hòa Bình là địa phương có điều kiện khí hậu thuận lợi, thổ nhưỡng tốt, rất thích hợp cho việc trồng và phát triển sản phẩm chè, đang bước đầu hình thành những vùng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè của địa phương. Huyện Lạc Thủy hiện có hơn 226,5 hecta chè, sản lượng trên 22 tấn một hecta, cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng một hecta một năm. Sản phẩm chè của huyện đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu vào năm 2022. Trên địa bàn xã Phú Thành và tập trung sản xuất vào chè là cây công nghiệp có giá trị ổn định và tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động ở tại địa phương. Để phát triển được và mọi người, đông đảo người dân cả nước biết đến chè của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, thì đối với hội nông dân xã Phú Thành cũng đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động cũng như tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên nông dân tham gia vào các cái diễn đàn cũng như đưa sản phẩm mình lên các cái sàn giao dịch thương mại điện tử. Để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng diện tích trồng chè, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng hệ thống văn bản quản lý, quy định sử dụng và kiểm soát chất lượng sản phẩm chè từ khâu trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến đến bảo quản sản phẩm. Bảo vệ và phát huy giá trị của thương hiệu chè Sông Bôi, trong thời gian tới, Hòa Bình tiếp tục thực hiện việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm để khẳng định được vị thế của sản phẩm thương hiệu này đối với thị trường trong nước và quốc tế. Hội nông dân chúng tôi thì cũng đã đồng hành với người dân trong vấn đề hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng chè ở huyện Lạc Thủy. Vấn đề là từ tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến làm tem truy xuất để làm sao đó để minh bạch được cái chè Sông Bôi đến với người tiêu dùng, để giúp cho người tiêu dùng phân biệt được là chè Sông Bôi Hòa Bình với các địa phương khác. Qua gần 2 thập kỷ phát triển, hợp tác xã này đã thúc đẩy phong trào sản xuất và kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo để trồng chè hữu cơ, chế biến theo hướng xanh, bền vững. Để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, những năm qua, hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ với nhà xưởng, bố trí gian trưng bày sản phẩm và thưởng thức trà. Các sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt tại nhiều thị trường lớn trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đang phát triển theo hướng là tuyên truyền vận động cho bà con là đang sản xuất chè Việt Gáp thì sẽ chuyển sang sản xuất chè hữu cơ để mình nâng cao cái chất lượng cũng như là giá trị, rồi tạo cái môi trường sống cho bà con nhân dân. Từ đó thì sẽ kết hợp với lại cái sản phẩm là mình làm sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cao cái giá trị, và kết hợp với lại du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn để phát triển sản phẩm. Tuy cây chè là một thế mạnh của các tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng hiện nay năng suất và hiệu quả kinh tế của loại cây này vẫn chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế của vùng. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những bất cập nêu trên, như có tới khoảng 90% sản lượng chè xuất khẩu vẫn ở dạng nguyên liệu thô, chưa qua chế biến, chưa có thương hiệu mạnh nên thường bị ép giá và chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, việc xây dựng thương hiệu, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng lượng xuất khẩu chè tinh chế có ý nghĩa thiết thực đối với người trồng và các doanh nghiệp ngành chè. Để cho cái thương hiệu chè Thái Nguyên được nâng cao hơn nữa thì theo chúng tôi suy nghĩ nó cần 3 yếu tố. Thứ nhất là đối với người sản xuất, thì người sản xuất là phải đưa ra thị trường cái sản phẩm đồng đều, đảm bảo chất lượng như đã cam kết giới thiệu. Thế còn về phía những người quản lý thì ngoài cái việc cái là hỗ trợ tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì cũng phải tăng cường các biện pháp quản lý. Thế còn về phía người tiêu dùng thì cũng cần phải thông thái. Thứ nhất là lựa chọn sản phẩm đúng nguồn gốc, và thứ hai nữa là cũng giúp với các cái cấp chính quyền làm sao phải tẩy chay những cái trường hợp mà giả mạo về thương hiệu. Để mặt hàng chè của Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian tới, các địa phương, doanh nghiệp cần thay đổi hình ảnh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, đẩy mạnh mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng thương hiệu, đầu tư công nghệ, sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh,
để chè Việt ngày một khẳng định được vị thế trong nước và thế giới.